Đây là cuốn sách nhìn về biển lớn của tiến sĩ đừng đừng hoang tưởng về biển lớn của tiến sĩ Alan Fang. Thì có 20 câu hỏi dành cho tiến sĩ Alan Fang gặp gỡ đối thoại lần thứ năm tuần này. Thì tuần Việt Nam giới thiệu cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của tờ của trường đại học. Và tiến sĩ Alan Fang là cựu sinh viên của Hoa Kỳ, một doanh nhân kiêm quản lý và quỹ đầu tư. Trong các số thành tựu của ông là tập đoàn và công ty Internet hàng đầu tại Trung Quốc có trị giá là 300 triệu USD vào năm 2001, quỹ Visa tại Hồng Kông với tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn cổ phần ấn tượng là 42%. Lời khuyên ông muốn chia sẻ với doanh nhân là như thế nào? Phóng viên hỏi. Là đâu mất rồi. Là kiểm tra sức khỏe thể chất và tâm thần. Điều gì đối với mỗi doanh nhân mà cần phải nhớ đó là không bao giờ để cho cạn tiền. Kẻ thù tồi tệ nhất của doanh nhân chính là bản thân anh ta. Không phải ai cũng có thể phá hoại chuyện làm ăn nhanh hơn chính bản thân mình. Một kinh nghiệm mà mỗi doanh nhân cần phải biết đó là thất bại. Lời khuyên dành cho những người mới giàu đó là mọi thứ đều có thể thay đổi. Còn lời khuyên dành cho những người đã giàu đó là cảm tạ Thượng Đế. Làm thế nào để giữ được bầu nhiệt huyết đó là thay đổi suy nghĩ, hành động. Chiến lược tốt nhất trong cạnh tranh đó là luôn tạo sự bất ngờ. Lời nói của cho một doanh nhân gặp khó khăn đó là giữ niềm tin đã đi đã sẽ đến. Trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu đó là các chính phủ. Những cá tính dẫn đến thành công của ông đó là tính kiên trì. Thần tượng của ông là ai và tại sao? Hitner, người theo đuổi cái triết lý sống cho bản thân và cho dù đã cực kỳ giàu, có ông ta vẫn là chính mình. Ông ta là sáng lập viên của tạp chí Playboy vào năm 1960 và được coi là ông tổ của cuộc cách mạng sách tại Mỹ và châu Âu. Điều ngốc nhất mà ông đã làm đó là mua một đồn điền cà phê ở Grosseteste vì tôi thích cà phê và Grosseteste. À không, đó có vẻ là việc kết hôn. Điểm không lường trước được sự thành công đó là chịu trách nhiệm cho rất nhiều người. Và lúc này ông đầu tư tiền ở đâu? Đó là vào vàng. Tài sản quý giá nhất của ông đó chính là những đứa con trai. Cách trả thù hay nhất đó là sống khỏe mạnh và giàu có hơn đối thủ. Điều gì khiến ông dị ứng nhất đó là sự ngu xuẩn. Và ông không muốn ghi gì trên bia mộ. Tên khốn kiếp này đã tồn tại lâu hơn hết. Đó là những điều mà tiến sĩ Alan Fan đã trả lời cuộc phỏng vấn về cách sống cũng như triết lý trong cuộc sống.